Ông Zelensky thừa nhận khó khăn trên tiền tuyến, EU chuẩn bị tung đòn trừng phạt thứ 13 vào Nga. Nga và Armenia bất đồng về vấn đề Ukraine Ukraine thiếu đạn dược tạo cơ hội cho Nga tiến công trên ba mặt trận. Mỹ tính cung cấp cho Ukraine biến thể tên lửa Atak MS có thể tấn công Crimea. Dự luật mới của Ukraine cho phép quân nhân sinh con dù đã qua đời. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi toàn cảnh thế giới trên kênh của chúng tôi. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, liên quan đến tình hình trên tiền tuyến Ukraine, Tổng thống Zelensky đã đưa ra nhận định sau khi tới thăm các binh sĩ trên tiền tuyến tại tỉnh Kharkov rằng quân đội Ukraine đang đối mặt với tình hình cực kỳ khó khăn ở một số khu vực nơi quân đội Nga tập trung tối đa lực lượng dự bị. Trong khi quân đội Ukraine đối mặt với tình trạng thiếu pháo, phòng không tiền tuyến và cần thêm vũ khí tầm xa, thì Nga lại đang tận dụng điều đó và nã đạn dữ dội vào lực lượng Ukraine ở Zaporizhia, đồng thời phát động nhiều đợt tấn công nhằm vào làng Roboty. Trong bối cảnh đó, các nước thành viên EU cũng đang chuẩn bị tung ra biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga, thông qua gói trừng phạt chống Nga thứ 13 có thể được thông qua trước ngày 24 tháng 2 tới. Tổng thống Zelensky nhận định quân đội nước này đang đối mặt tình hình cực kỳ khó khăn dọc theo chiến tuyến vì viện trợ quân sự chậm trễ. Ông Zelensky cho biết quân đội Nga đang tận dụng tình trạng chậm trễ trong viện trợ cho Ukraine, trong khi quân đội Ukraine đối mặt với tình trạng thiếu pháo, phòng không tiền tuyến và cần thêm vũ khí tầm xa. Quân đội Ukraine cùng ngày cho biết các đơn vị nước này bị lực lượng Nga đang tiến công ở Zaporizhia nã đạn dữ dội. Chủẫn tướng Alexander Tanavsky, chỉ huy nhóm tác chiến Tavria của Ukraine nói quân đội Nga đang phát động nhiều đợt tấn công nhằm vào làng Rabotino. Theo Dmitry Likovy, phát ngôn viên nhóm tác chiến Tavria, tình hình tại Rabotino rất căng thẳng khi đối phương đang tấn công dữ dội. Sau nhiều tháng giao tranh dữ dội, làng Rabotino bị san phẳng hoàn toàn. Phát ngôn viên Likovy cho biết, Nga đang tái tập hợp lực lượng sau khi kiểm soát hoàn toàn thành phố Adipka và có thể sẽ chuyển các đơn vị sang khu vực khác. Trong một diễn biến liên quan khác, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu EU, ông Josep Borrell cho biết, gói trừng phạt chống Nga thứ 13 của EU có thể được thông qua trước ngày 24 tháng 2. Trang web EU Observer cho biết, gói này có thể nhắm mục tiêu vào 193 cá nhân và pháp nhân. Truyền thông phương Tây cho biết, EU đã đề xuất cấm các công ty EU giao dịch với một số công ty từ Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Serbia với lý do họ cung cấp hỗ trợ cho Nga trong xung đột ở Ukraine. Bloomberg đưa tin lệnh trừng phạt sẽ ảnh hưởng đến các thực thể liên quan đến sản xuất vũ khí và cung cấp công nghệ cũng như thiết bị điện tử được các công ty quốc phòng Nga sử dụng. Ngoài ra, Bruxelles đã đề xuất các biện pháp chống lại các công ty vận tải mà EU cho rằng có liên quan đến việc vận chuyển đạn dược. Việc thông qua các biện pháp trừng phạt mới cần có sự ủng hộ của tất cả các nước EU. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Sijato cho biết nước này sẽ không phủ quyết gói trừng phạt thứ 13 của EU đối với Nga. EU đã áp đặt loạt lệnh trừng phạt chưa từng có đối với Nga kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin phát động cuộc tấn công tổng lực vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Các nhà ngoại giao châu Âu cảnh báo EU sắp hết các mục tiêu trừng phạt đối với Moscow. Các biện pháp trừng phạt của EU đối với Nga nhằm mục đích làm suy yếu nền kinh tế Nga và khiến nước này không thể tài trợ cho hoạt động quân sự của mình. Thế nhưng, nền kinh tế Nga vẫn đứng vững nhờ những thay đổi chính sách tài khóa kịp thời và sự chuyển hướng phần lớn thương mại của nước này sang châu Á. Đòn trừng phạt gần nhất của EU nhắm vào Nga diễn ra hồi tháng 12 năm ngoái. Nhóm biện pháp trừng phạt thứ 12 này của EU chủ yếu nhắm đến cấm xuất khẩu kim cương của Nga, cũng như các biện pháp thắt chặt việc thực thi giới hạn giá dầu nhằm hạn chế doanh thu mà Điện Kremlin thu được từ việc bán dầu thô cho các nước ngoài EU. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố các đòn trừng phạt chớp nhoáng của phương Tây nhằm vào nền kinh tế nước này đã thất bại hoàn toàn. Ông nói, bất chấp các lệnh trừng phạt, tăng trưởng nền kinh tế của Nga sẽ hơn 3%, trong khi các nền kinh tế khác như Đức sẽ bị suy thoái. Hãng thông tấn tát Nga dẫn lời người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin Ông Dmitry Peskov ngày 19 tháng 2 cho biết, quan điểm của nước này và Armenia về Ukraine là khác nhau hoàn toàn, nhưng điều đó sẽ không ngăn cản Moscow tin rằng lập trường của mình là đúng. Bình luận của ông Peskov được đưa ra sau tuyên bố của Thủ tướng Armenia Nikon Basinzan, người nói rằng Armenia không phải là đồng minh của Nga liên quan đến vấn đề xung đột ở Ukraine. Ông Peskov nói, trên thực tế, chúng tôi có quan điểm hoàn toàn trái ngược nhau về những gì đang diễn ra ở Ukraine và liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine nói chung. Đây không phải là bí mật. Vì vậy, Chúng tôi biết những người bạn Armenia của chúng tôi đang đứng ở đâu. Chúng tôi không đồng ý với họ về vấn đề này và sẽ tiếp tục khẳng định rằng quan điểm của chúng tôi là đúng đắn. Tại cuộc gặp với đại diện cộng đồng người Armenia hải ngoại ở Đức, ông Basinzan nhắc lại rằng Zerevan không ủng hộ Nga về vấn đề Ukraine, nêu rõ Armenia không phải là đồng minh của Nga khi nói đến xung đột ở Ukraine. Tình hình rất khó khăn, lập trường của chúng tôi cũng vậy, ông Basinzan nói trong cuộc gặp. Nhân dịp tham dự hội nghị an ninh Munich, khi được hỏi về quan điểm của Zerevan trong vấn đề Ukraine, Thủ tướng Basenjan lưu ý Armenia tuân thủ tuyên bố Alma Ata mà Nga và Ukraine cùng với các nước khác đã thông qua về công nhận biên giới quốc gia. Tháng 9 năm ngoái, Armenia đã gửi viện trợ nhân đạo đến Ukraine lần đầu tiên trong chuyến thăm của bà Anna Akubian, phu nhân của Thủ tướng Armenia. Sau đó, vào đầu tháng 10, ông Basenjan và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp nhau lần đầu tiên bên lề hội nghị thượng đỉnh cộng đồng chính trị châu Âu tại Granada. Trong nhiều tháng gần đây, Thủ tướng Armenia cũng cho biết quốc gia này không còn có thể dựa vào Nga để đảm bảo nhu cầu quốc phòng vì Armenia không nhận được sự trợ giúp cần thiết từ Moscow. Trong cuộc phỏng vấn được báo Telegraph Anh đăng tải hồi đầu tháng này, ngoài việc khẳng định từ khi xung đột tại Ukraine bùng nổ, đất nước của ông không thể sát cánh cùng Nga với tư cách là một đồng minh, ông còn nói thêm, đối với Mỹ hay Pháp hay với các đồng minh khác, hợp tác an ninh của Armenia không nhằm chống lại các đối tác an ninh khác. Bên cạnh đó, ông Bajinjan khẳng định Armenia không có ý định xem xét việc trở thành thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Ông nói tư cách thành viên NATO không phải là vấn đề chúng tôi đã hoặc đang thảo luận. Ở một diễn biến khác, cũng vào đầu tháng 2, tại Brussels, các quan chức EU và Armenia đã tiến hành cuộc họp hội đồng đối tác dưới sự chủ trì của đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh, Joseph Borrell và Ngoại trưởng Armenia, ông Ararat Mizozan. Tổng vụ trưởng khu vực láng giềng và mở rộng châu Âu của Ủy ban châu Âu EC, Gerzan Kopman, cũng tham dự. Tại cuộc họp, các bên khẳng định lợi ích chung và cam kết làm sâu sắc thêm mối quan hệ dựa trên các giá trị chung. Để đạt được mục tiêu này, hai bên đã nhất trí triển khai chương trình nghị sự đối tác eu armenia mới, thiết lập các ưu tiên chung đầy tham vọng hơn cho hợp tác trong mọi lĩnh vực. Trung tướng Nga Igor Kirillov, người đứng đầu lực lượng bảo vệ hạt nhân, hóa học và sinh học của lực lượng vũ trang Nga cho rằng Washington và Kiev đã vi phạm các điều khoản của OPCW và lực lượng Ukraine sử dụng vũ khí hóa học do Mỹ sản xuất trên chiến trường. Ông Kirillov cáo buộc Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái để thả liệu đạn hơi ngạt do Mỹ sản xuất vào ngày 28 tháng 12 năm 2023. Với hợp chất CS, một loại hóa chất được phân loại là công cụ kiểm soát bạo lực, gây kích ứng mắt, đường hô hấp trên, có thể gây bỏng da, liệt hô hấp và ngừng tim khi sử dụng ở nồng độ cao. Ông cho rằng Mỹ chuyển những loại vũ khí như vậy cho Ukraine và vi phạm trực tiếp các quy tắc của OPCW, trong đó nêu rõ một quốc gia không bao giờ trong bất kỳ trường hợp nào được chuyển giao vũ khí hóa học trực tiếp hoặc gián tiếp cho bất kỳ ai. Ông cũng cho biết vào ngày 15 tháng 6 năm 2023, lực lượng của Moscow đã bị tấn công bởi một máy bay không người lái, mang theo một thùng chứa đầy chloropicrin, được phân loại là hợp chất bị nghiêm cấm, ngay cả đối với mục đích thực thi pháp luật. Theo ông Kirillov, loại hóa chất tương tự cũng được Kiev sử dụng vào ngày mùng 3 và ngày 11 tháng 8 năm 2023 gần làng Roboti. Vị tướng này cũng đưa ra một số ví dụ tố Kiev sử dụng chất độc hại chống lại quân nhân Nga, cũng như đầu độc các quan chức cấp cao vào tháng 8 năm 2022. Ông Kirillov cho biết tình báo Nga tin rằng lực lượng Ukraine dưới sự hướng dẫn của những người ủng hộ từ phương Tây đang phát triển một chiến thuật quân sự mới sử dụng vành đai hóa học liên quan đến việc làm nổ tung các thùng chứa axit hydroxyanic và ammoniac để ngăn chặn bước tiến của lực lượng Nga. Ông nói thêm rằng Kế hoạch được chứng minh bằng việc Kiev đã yêu cầu EU cung cấp cho nước này thuốc giải độc, mặt nạ phòng độc và các thiết bị bảo hộ cá nhân khác vào năm 2024. Trước đó là thuốc giải độc phốt hữu cơ và khí mù tạt cùng một số chất khác được các nước NATO cung cấp vào năm 2023. Ông Kirillov bình luận, rõ ràng là số lượng mà Ukraine yêu cầu là quá mức đối với một quốc gia không có vũ khí hóa học. Trước đó, Ukraine đã cáo buộc Nga sử dụng hóa chất độc hại trong hơn 200 cuộc tấn công trên chiến trường chỉ trong tháng 1 một sự gia tăng mạnh mẽ việc sử dụng loại vũ khí này kể từ khi Nga tiến hành kế hoạch quân sự tháng 2 năm 2022. Tuyên bố mới nhất của Bộ Tổng tham mưu Ukraine chỉ ra CS hay hơi cay được Nga sử dụng trong nhiều loại lựu đạn khác nhau. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết 815 trường hợp Liên bang Nga sử dụng đạn dược chứa hóa chất độc hại đã được ghi nhận. Trong số này, chỉ tính riêng tháng 1 năm 2024 là 229 trường hợp. Tướng Oleksandr Tanavsky, chỉ huy nhóm tác chiến Taria, đóng ở phía đông nam cho rằng quân đội Nga đã vận chuyển đạn dược chứa hóa chất bằng máy bay không người lái. Và trong đó, ông này đề cập đến chloropicrin, chất được sử dụng làm khí độc trong Thế chiến thứ nhất. Khí CS là loại khí được lực lượng cảnh sát sử dụng rộng rãi, bị cấm trên chiến trường theo công ước quốc tế về vũ khí hóa học, trong đó nêu rõ tại điều 1. Mỗi quốc gia thành viên cam kết không sử dụng các chất kiểm soát bạo loạn như một phương thức chiến tranh. Thưa quý vị, trong bản cập nhật mới nhất của Viện Nghiên cứu Chiến tranh, ISVK chỉ ra rằng Việc phương Tây trì hoãn hỗ trợ quân sự cho Ukraine có thể giúp Nga tiến hành các hoạt động tấn công dọc theo một số khu vực tiền tuyến nhằm gây áp lực cho lực lượng Ukraine tại nhiều khu vực. Theo ISVK, tình trạng thiếu hụt đạn dược và vũ khí của Ukraine cùng với việc Mỹ chưa thể thông qua gói viện trợ mới cho Kiev có thể đã tạo ra cơ hội cho lực lượng Nga tận dụng tình hình để tiến hành nhiều cuộc tấn công trong vài tuần qua. Binh sĩ Ukraine cho biết họ đang cạn kiệt vũ khí và đạn dược quan trọng khiến họ không thể chiến đấu hiệu quả trước lực lượng Nga. ISVK cũng cho biết lực lượng Nga đang tiến hành ít nhất 3 hoạt động tấn công dọc theo Kharkov, Lugansk ở phía đông bắc Ukraine, đặc biệt là xung quanh Kupiansk và Liman, trong và xung quanh thị trấn phía đông Adivka và gần làng Robotin ở vùng Zaporizhia phía đông Ukraine. Theo báo cáo của ISVK, thì những cuộc tấn công này của Nga có thể sẽ cản trở lực lượng Ukraine chuẩn bị binh sĩ và trang thiết bị cho các hoạt động phản công mới. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho rằng vì Quốc hội Mỹ vẫn chưa thông qua dự luật bổ sung nên chúng tôi không thể cung cấp cho Ukraine đạn pháo mà họ rất cần để ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga. Trước đó, quân đội Ukraine đã bắt đầu rút khỏi thành phố chiến lược adipka Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sisky cho biết quyết định rút quân được đưa ra nhằm bảo vệ lực lượng Ukraine trước nguy cơ bị lực lượng Nga bao vây hoàn toàn sau nhiều tháng giao tranh quyết liệt. ISVK cho rằng tình trạng thiếu đạn dược là lý do khiến Ukraine không thể giữ Adipka, đồng thời cho biết sự chậm trễ trong hỗ trợ an ninh của phương Tây, cụ thể là đạn pháo và các hệ thống phòng không quan trọng, đã ngăn cản quân đội Ukraine phòng thủ trước những bước tiến của Nga ở Adipka. Một binh sĩ Ukraine chiến đấu ở Adipka nói rằng đối phương có rất nhiều thứ, đủ loại trang thiết bị, trong khi chúng tôi gần như không có gì. Theo báo cáo công bố hồi đầu tháng 1 của Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh, Russia, lực lượng Ukraine khai hỏa hơn 2.000 quả đạn pháo một ngày, trong khi quân đội Nga đang bắn gấp 5 lần con số đó. Ở một diễn biến khác, tại Hội nghị An ninh Toàn cầu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thúc giục các nước đồng minh giải quyết tình trạng thiếu hụt vũ khí hiện nay. Ông Zelensky nói tại Hội nghị An ninh Toàn cầu Munich ở nước Đức rằng Thật không may, việc Ukraina rơi vào tình trạng thiếu hụt vũ khí nhân tạo, đặc biệt là pháo binh và các loại vũ khí tầm xa khác đang giúp Nga có thể thích ứng với nhịp độ cuộc xung đột. Phát biểu tại sự kiện có sự tham dự của các chính trị gia, nhà ngoại giao và quan chức quân sự từ khắp nơi trên thế giới, ông Zelensky bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ của các nước phương Tây. Ông đồng thời thúc giục họ nhiều hơn nữa để hỗ trợ Kyiv trong cuộc xung đột hiện nay với Nga, trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục gửi vũ khí và pháo binh cho Ukraina là sự hỗ trợ quan trọng nhất mà các đồng minh có thể làm. Cũng trong sự kiện, ông Zelensky khẳng định không có giải pháp thay thế cho nguồn viện trợ của Mỹ. Ông nói, chúng tôi coi Mỹ là đối tác chiến lược của mình và họ sẽ vẫn là đối tác chiến lược của chúng tôi. Theo hai quan chức Mỹ, sau nhiều tháng nhận được yêu cầu tới Ukraine, chính quyền Tổng thống Joe Biden đang tìm cách cung cấp cho Kiev biến thể tên lửa Atak-MS tầm xa hơn có thể tấn công vào bán đảo Crimea cuối năm 2023 Mỹ đã bắt đầu cung cấp cho Ukraine hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân Atac MS nhưng cho đến nay mới chỉ chuyển cho Kiev các biến thể cũ tầm trung hiện Mỹ đang tính gửi biến thể Atac MS tầm xa hơn điều này sẽ cho phép Ukraine có thể tấn công vào bán đảo Crimea tuy nhiên ngân sách cho việc viện trợ vũ khí cho Ukraine vẫn đang bị đặt dấu hỏi do sự phản đối của Đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ tuần trước Thượng viện đã thông qua gói viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, Israel và Đài Loan, Trung Quốc. Tuy nhiên, dự luật vẫn chưa được Hạ viện đưa ra bỏ phiếu và cũng chưa rõ nó có được phê duyệt hay không. Trong nhiều tháng qua, các thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện nói rằng họ sẽ chỉ phê duyệt viện trợ quân sự cho Ukraine nếu chính quyền Tổng thống Biden đồng ý với các điều khoản mà đảng này đề xuất về vấn đề nhập cư và an ninh biên giới. Các quan chức quốc phòng Mỹ cho hay Washington có số lượng hạn chế tên lửa Atac MS và khó có thể gửi chúng đến Ukraine nếu không có tiền để bù lại vào kho dự trữ của Mỹ. Không loại trừ khả năng Mỹ sẽ đề nghị đồng minh cung cấp tên lửa Atak MS biến thể tầm xa hơn cho Ukraine. Nhà Trắng hiện chưa bình luận về thông tin trên. Tên lửa Atak MS được trang bị đầu đạn phân mảnh hoặc đầu đạn chùm. Tùy thuộc vào biến thể mà đầu đạn chùm của tên lửa Atak MS có thể mang theo từ 300 đến 950 quả đạn con có tầm bắn 24 km đến 300 km. Atak MS với đầu đạn phân mảnh có tầm bắn tương tự Tất cả tên lửa AtacMS MS được trang bị hệ thống xác định mục tiêu bằng định vị toàn cầu và công nghệ dẫn đường quán tính. Atac MS có thể được phóng từ bệ phóng HIMARS và hệ thống tên lửa phóng loạt MLRS M270 mà Ukraine đã có. Điều này đồng nghĩa Atac MS sẽ bổ sung sức mạnh cho các phương tiện tấn công khác của Ukraine. Biến thể Atac MS mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine chỉ có tầm bắn 165 km. Ngoài ra, Tổng thống Cộng hòa Czech Pep Pavel gần đây cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ Ukraine về vũ khí trong phát biểu tại diễn đàn an ninh Munich tại Đức. Ông Pavel cho biết, Cộng hòa Séc đang hợp tác với các đối tác trong tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, gồm Đan Mạch, Hà Lan và Canada, nhằm cung cấp cho Ukraine trang thiết bị và đạn dược cần thiết, kể cả từ các nước thứ ba. Tổng thống Pavel cho biết đã tìm phương án để mua 500.000 quả đạn pháo 155mm và 300.000 quả đạn pháo 122mm để cung cấp cho Ukraine trong những tuần tới. Song lưu ý rằng Praha cần nguồn tài trợ để thực hiện việc này. Ông Pavel bày tỏ ý định tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính từ các đối tác ở Mỹ, Đức, Thụy Điển và các nước khác. Trong khi đó, chính phủ Canada cũng cho biết nước này sẽ gửi hơn 800 máy bay không người lái tới Ukraine, bắt đầu sớm nhất là vào mùa xuân này. Bộ Quốc phòng Canada cho biết máy bay không người lái đóng vai trò quan trọng đối với Ukraine trong cuộc giao tranh chống lại Nga, nhất là trong việc giám sát và thu thập thông tin tình báo, cũng như được sử dụng để vận chuyển vũ khí, đạn dược. Gói viện trợ hơn 800 máy bay không người lái của Canada cho Ukraine trị giá 70 triệu đô la Mỹ là một phần trong gói viện trợ quân sự trị giá 370 triệu đô la Mỹ mà quốc gia Bắc Mỹ này công bố trước đó cho Kiev. Số máy bay không người lái Canada gửi đến Ukraine là hệ thống máy bay không người lái đa nhiệm Sky Ranger R-70, được sản xuất bởi Teledin ở Watteklo, Ontario. Bộ trưởng Quốc phòng Canada Bill Blair nói hôm 19 tháng 2 Chúng tôi đảm bảo Ukraine có máy bay không người lái cần thiết để phát hiện và xác định các mục tiêu quan trọng đối với cuộc giao tranh đang diễn ra của Ukraine. Canada sẽ sát cánh cùng Ukraine cho đến chừng nào cần thiết. Trong hai năm qua, Canada cam kết hỗ trợ quân sự trị giá 1,8 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Hãng tin Bloomberg cho hay, Ukraine sẽ sớm nhận được hàng nghìn máy bay không người lái, hỗ trợ trí tuệ nhân tạo AI, có khả năng tự động tấn công đồng loạt nhằm vào các mục tiêu của Nga. Vương quốc Anh đang hợp tác với Mỹ để có được công nghệ vẫn đang trong quá trình phát triển này. Hãng tin Mỹ cho biết, các nhà hoạch định quân sự phương Tây đang phát triển công nghệ UAV bày đàn hỗ trợ AI và tin rằng loại vũ khí này có thể cho phép Ukraine áp đảo một số vị trí nhất định của Nga. Đồng thời giải thích rằng, các UAV hỗ trợ AI sẽ được triển khai theo nhóm lớn, có liên lạc với nhau để đồng loạt nhắm vào nhiều mục tiêu của đối phương mà không cần có người điều khiển riêng từng chiếc UAV. Moscow đã nhiều lần tuyên bố rằng các vũ khí thần kỳ của phương Tây cho đến nay vẫn chưa thể thay đổi được cục diện của Kiev trên chiến trường. Đại sứ Nga tại Đức Sergei Nechayev bình luận, không có Wunderwaffe nào có khả năng thay đổi đáng kể tình hình trên chiến trường, cho dù đó là xe tăng hạng nặng, hệ thống phòng không hay pháo phản lực phóng loạt. Sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã sử dụng thuật ngữ tương tự để mô tả bom chùm do Mỹ cung cấp cho Kiev, Wunderwaffe là một thuật ngữ tiếng Đức có nghĩa là vũ khí kỳ diệu. Thuật ngữ này được bộ máy tuyên truyền của Đức Quốc xã đặt ra vào giai đoạn cuối của Thế chiến thứ hai để chấn an người dân Đức rằng quân đồng minh có thể bị đánh bại thông qua các vũ khí công nghệ tiên tiến như máy bay chiến đấu và tên lửa V2. Tuy nhiên, các phương tiện không người lái đã được chứng minh là hữu ích cho cả hai bên trong cuộc xung đột Nga-Ukraine khi các lực lượng Nga và Ukraine đều sử dụng UAV FPV rẻ tiền và có sẵn trên thị trường để thả chất nổ vào mục tiêu của đối phương. Nga đã sử dụng rộng rãi UAV Lancet để phá hủy thiết giáp Ukraine, trong khi tàu không người lái do phương Tây cung cấp của Ukraine đã cho phép Kiev tấn công hạm đội Biển Đen của Nga. Nguồn tin của Bloomberg cho biết, UAV điều khiển bằng AI sẽ giúp Ukraine bù đắp lượng đạn pháo thiếu hụt sau khi lực lượng Nga kiểm soát thành phố Adipka hôm 17 tháng 2. Các quan chức Ukraine và Mỹ đã đổ lỗi cho việc thiếu pháo binh là nguyên nhân khiến Kiev mất thành phố. Phía Nga cũng đã triển khai UAV FPV thậm chí với số lượng lớn hơn tại một số khu vực của các mặt trận. Nhưng các UAV này quan trọng đối với Ukraine hơn Nga, do Ukraine phải dựa vào UAV để bù lại số đạn pháo thiếu hụt, trái ngược với Nga là bên có dư thừa đạn pháo. Chiến lược của Ukraine ưu tiên UAV đã buộc Nga phải tìm cách trị loại vũ khí này. Nga giả soát kho vũ khí của mình và lựa chọn RP-377, một thiết bị gây nhiễu radio gắn trên ba lô, có thể phóng ra hàng trăm watt nhiễu trên các tần số dùng phổ biến nhất trong liên lạc vô tuyến. Nga phát triển RP-377 cách đây vài năm nhằm bảo vệ binh sĩ của họ trước các quả bom ven đường được kích nổ bằng sóng vô tuyến điện. Thời gian qua, RP-377 đã xuất hiện trên xe tăng Nga, xe thiết giáp chở quân và thậm chí cả các cỗ pháo dọc theo tiền tuyến của Ukraine. Thiết bị gây nhiễu này có giá 10.000 đô la Mỹ nên không phải là quá đắt xét theo tiêu chuẩn quân sự. Mặc dù RP-377 không phải là thiết bị tiêu chuẩn trên xe Nga ở Ukraine, chúng vẫn phổ biến. Với công suất lớn, các máy này có thể tạo ra bong bóng an toàn chống UAV quanh một xe quân sự nào đó của Nga. Chuyên gia UAV Ukraine Serhiy Beretnov viết chi tiết về máy RP-377. Tôi nhìn thấy các ảnh phổ, mức độ gây nhiễu có chất lượng rất cao. Những chắc thủ UAV có kỹ năng điều luyện đã biết cách lái UAV chở chất nổ lao thẳng qua vùng sóng gây nhiễu bằng cách bảo đảm UAV đã nhắm trúng mục tiêu khi chuẩn bị lao qua bong bóng phá sóng. Với cách này, UAV có thể tấn công đúng mục tiêu dù mất liên kết vô tuyến điện và chắc thủ không còn điều khiển được UAV nữa thưa quý vị theo Pravda vừa qua tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tới thăm sở chỉ huy của lữ đoàn cơ giới độc lập số 14 ở Kupian vùng Kharkov để thảo luận về vấn đề đạn dược cũng như động viên tinh thần binh sĩ cùng thời điểm một quan chức nga cũng tiết lộ về việc Ukraine từng tìm cách đầu độc hai lãnh đạo được Moscow bổ nhiệm ở vùng Kherson và Lugan, nhưng hai người này vẫn sống sót theo Pravda trong ngày 19 tháng 2 tổng thống Volodymyr Zelensky đã tới thăm sở chỉ huy của lữ đoàn cơ giới độc lập số 14 ở Kubian, vùng Kharkov. Tại đây, ông Zelensky đã nghe báo cáo về tình hình trên tiền tuyến, thảo luận về vấn đề đạn dược, cũng như trao đổi cho một số sĩ quan có thành tích xuất sắc. Ông Zelensky nói, tôi đã tới thăm căn cứ của lữ đoàn số 14, được gặp những người đang bảo vệ chúng ta là một vinh dự lớn. Thay mặt toàn thể người dân Ukraine, tôi cảm ơn những người lính đã làm tốt nhiệm vụ mỗi ngày. Tôi luôn tin tưởng vào quân đội của chúng ta, chúc mọi người luôn khỏe mạnh. Ông Zelensky tới thăm Kubian trong bối cảnh quân đội Ukraine đã buộc phải rút lui khỏi Adipka, thành phố có vị trí chiến lược ở Kharkov. Giống với Adipka, Kubian là một cứ điểm phòng thủ quan trọng của Ukraine ở vùng Đông Bắc. Nga từng kiểm soát được thành phố này ở đầu cuộc xung đột, nhưng đã bị Ukraine đẩy lùi khỏi khu vực này vào cuối năm 2022. Theo Sputnik, trong ngày 19 tháng 2, một quan chức Nga đã tiết lộ về việc Ukraine từng tìm cách đầu độc hai lãnh đạo được Moscow bổ nhiệm ở vùng Kherson và Luhansk nhưng hai người này vẫn sống sót. nguồn tin của Sputnik cho biết, Kiev đã cố gắng đầu độc tình trường Khê sơn do nga chỉ định là ông Vladimir Sando hồi tháng 8 năm 2022. Tới tháng 12 năm 2023, họ thực hiện nỗ lực tương tự với ông Leonid Basenik, lãnh đạo Luhansk do nga bổ nhiệm. Nói về khả năng Ukraine sẽ tiếp tục mở cuộc phản công sau khi để mất Adygea, hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố của tướng Sergei Ruskoi, cục trưởng cục tác chiến của bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang nga. Kiêm phó tổng tham mưu trưởng thứ nhất trong cuộc phỏng vấn với tờ Carasnaya Zveda. Các lực lượng vũ trang Ukraina vẫn duy trì khả năng chiến đấu để tiến hành các hoạt động chủ động. Trong tương lai, với sự hỗ trợ quân sự quy mô lớn từ phương Tây, không thể loại trừ một nỗ lực phản công khác. Ông Ruskoi cho biết thêm, binh sĩ từ các nước NATO đang vận hành các hệ thống phòng không, hệ thống tên lửa phóng loạt và hệ thống tên lửa chiến thuật ở Ukraina. Ông Ruskoi nói, các binh sĩ NATO đang tham gia vào cuộc xung đột, họ điều khiển các hệ thống phòng không tên lửa chiến thuật và hệ thống tên lửa phóng loạt, đồng thời là một phần của các đơn vị tấn công. Bình luận của ông Ruskoi được đưa ra trong bối cảnh Nga vừa tuyên bố kiểm soát Adipka, thành trí quan trọng ở miền đông Ukraina. Đây được coi là thắng lợi lớn nhất của Moscow kể từ khi giành được Bakhmut hồi tháng 5 năm 2023. Các nhà quan sát nhận định rằng việc kiểm soát Adipka sẽ giúp Nga mở đường tiến công các thành phố khác như Konstantinovka ở phía bắc và tiến gần hơn tới mục tiêu kiểm soát hoàn toàn tỉnh Donetsk. Tờ Pravda dẫn lời Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Alexander Sinsky cho biết, không quân Ukraine đã bắn hạ thêm hai máy bay chiến đấu hiện đại của quân đội Nga, gồm một máy bay ném bom Su-34 và một chiến đấu cơ Su-35 khi chúng đang trong hành trình thả bom dẫn đường vào các vị trí của quân đội Ukraine. Từ đó, nâng tổng số chiến đấu cơ của Nga bị bắn hạ trong 72 giờ lên 6 chiếc. Sự việc cũng được xác nhận cùng ngày bởi tư lệnh không quân Ukraine, tướng Mykola Oleschak, trên kênh Telegram của mình, tướng Oleschak cho biết thêm rằng hai chiến đấu cơ nêu trên đã bị bắn hạ ở mặt trận phía đông. Như vậy, theo tuyên bố của các quan chức quân đội Ukraine, họ đã bắn hạ tổng cộng 6 chiếc chiến đấu cơ của Nga trong vòng 72 tiếng đồng hồ. Trước đó, một đoạn video về chiếc máy bay được cho là ghi lại cảnh chiếc Su-34 của Nga bị rơi ở khu vực Lugansk cũng đã gây sốt trên mạng xã hội hãng tin RBC Ukraine sau đó trích lời tướng Oleschak xác nhận không quân Ukraine đã bắn hạ một chiếc chiến đấu cơ Su-34 của Nga vào lúc 6 giờ sáng 18 tháng 2, còn một chiếc Su-34 khác đã trở về căn cứ thành công. Theo tờ Bưu điện Kiev, các lực lượng Ukraine cũng được cho là đã bắn rơi 3 máy bay chiến đấu của Nga, gồm hai chiếc Su-34 và một chiếc Su-35 khác trên bầu trời tỉnh Donetsk vào ngày 17 tháng 2. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine tuyên bố đã bắn rơi tổng cộng 335 máy bay quân sự Nga kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022, thời điểm nổ ra xung đột Nga-Ukraine. Tuy nhiên, những con số thiệt hại của Nga mà Ukraine đưa ra không được xác thực bởi phía Nga. Su-34 là máy bay chiến đấu hàng đầu của Nga có trọng lượng cất cánh tối đa 45 tấn, trang bị hai động cơ phản lực cho phép bay với tốc độ tối đa đạt 1.900 km h phạm vi hoạt động 4.500 km, trần bay 14.000 m và bán kính chiến đấu từ 600 đến 1.100 km tùy theo tải trọng. Su-34 có khả năng mang số lượng vũ khí nặng đến 8 tấn, thường được giao nhiệm vụ thả bom dẫn đường bằng laser hoặc phóng tên lửa dẫn đường tầm xa trong các cuộc tấn công chính xác nhằm vào các mục tiêu mặt đất. Với giá khoảng 36 triệu đô la Mỹ một chiếc, Su-34 là một trong những loại máy bay chiến đấu đắt nhất của quân đội Nga trong khi đó Su-35 là máy bay chiến đấu một chỗ ngồi được trang bị động cơ Saturn AL-41F1S lớn và mạnh mẽ cho phép máy bay đạt tốc độ bay siêu âm trong thời gian dài ngay cả khi không sử dụng bộ đốt sau máy bay có trọng lượng cất cánh tối đa 34,5 tấn tốc độ bay lên tới 2.500 km/h tầm bay 1.500 đến 4.500 km và trần bay 20.000 m mặc dù Su-35 được thiết kế chủ yếu để chiếm ưu thế trên không nhưng khả năng tấn công mặt đất của chiến đấu cơ này cũng được đánh giá rất cao. Máy bay có thể mang một lượng với trọng lượng tối đa là 8 tấn. Về phía Nga, trong một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn gần đây nhằm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine, quân đội Nga đã sử dụng tên lửa hành trình tiên tiến KH-69. Theo trang Militani, mới đây chia sẻ trên Telegram, một quan chức thuộc Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã đăng tải bức ảnh chụp mảnh vỡ được cho là tên lửa KH-69 của Nga đã bị bắn hạ trong một cuộc tấn công vào Ukraine. Thậm chí cùng thời điểm, Nga còn sử dụng thêm một loại vũ khí mới khác để tấn công Kiev là tên lửa siêu vượt âm Zircon. KH-69 được cho là một trong những tên lửa trang bị cho tiêm kích Su-57 của Nga. Do đó, khả năng Su-57 đã phóng tên lửa KH-69 vào Ukraine, nhưng cũng không loại trừ tên lửa này được phóng từ một loại máy bay khác. Còn nguồn tin của Militani xác nhận các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm mới nhất Su-57 của Nga đang làm nhiệm vụ trên không phận Nga gần biên giới Ukraine nhưng không bay vào không phận Ukraine. Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Thượng tướng Sergei Rudkoi cho biết, các binh sĩ NATO đang tham chiến trực tiếp trong cuộc xung đột ở Ukraine dưới danh nghĩa lính quân sự tư nhân. Tuyên bố trên được tướng Ruskoi đưa ra chỉ vài ngày sau khi Nga giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược Adipka ở phía đông Donetsk. Đô Việc giành quyền kiểm soát Adipka giúp Moscow ngăn chặn các cuộc tấn công của pháo binh Ukraine nhằm vào thành phố Donetsk trong suốt thời gian qua. Cũng theo tướng Ruskoi, Mỹ và các đồng minh đã cung cấp cho Ukraine nhiều vũ khí hiện đại và thông tin tình báo, nhưng một số thiết bị cần có sĩ quan hoặc kỹ sư NATO có trình độ vận hành trên thực địa tướng Rutkoi nói, các binh sĩ NATO cải trang thành lính quân sự tư nhân tham gia các hoạt động quân sự. Họ điều khiển các hệ thống phòng không, tên lửa chiến thuật và hệ thống pháo phản lực phóng loạt, đồng thời tham gia vào các đơn vị tấn công của Ukraine. Vào giữa tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga thông báo họ đã loại khỏi vòng chiến hơn 60 lính quân sự tư nhân nước ngoài trong một cuộc không kích chính xác, trong đó phần lớn là những công dân nói tiếng Pháp. Mặc dù sau đó Pháp phủ nhận rằng bất kỳ lực lượng vũ trang nào của họ tham chiến ở Ukraine. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp thừa nhận rằng một số công dân Pháp đã tham gia chiến đấu với tư cách tình nguyện viên và Paris không thể ngăn cản họ làm như vậy. Theo ước tính của Bộ Quốc phòng Nga, hơn 5.900 lính quân sự tư nhân nước ngoài đã thiệt mạng ở Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột vào tháng 2 năm 2022. Cùng theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Ukraine đã phải chịu gần 160.000 thương vong chỉ trong cuộc phản công thảm khốc vào năm ngoái. Tướng Ruskoi cho biết Kiev đã chịu tổn thất nặng nề nhưng không thể xuyên thủng khu vực phòng thủ chiến thuật của Nga trong khi quân đội Nga đã học hỏi và thử nghiệm các phương thức chiến tranh mới. Trước đây, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ông Sergei Shoigu cũng từng cáo buộc quân nhân phương Tây đang vận hành một số hệ thống vũ khí nhất định và hàng trăm vệ tinh thuộc NATO, khối quân sự do Mỹ đứng đầu, đang giám sát khi ép. Theo đài RT, phát biểu trong cuộc họp tại Bộ Quốc phòng Nga mà Tổng thống Vladimir Putin cũng tham gia tại thời điểm đó, ông Shoigu cho biết các thành viên NATO đang trực tiếp vận hành các hệ thống phòng không, tên lửa đạn đạo chiến thuật và hệ thống rocket phóng loạt ở Ukraine. Ông trích dẫn các đoạn thu sóng vô tuyến có sự góp mặt của những người nói tiếng Anh và tiếng Ba Lan. Theo ông Sugo, các sự quan phương Tây cũng đang đóng vai trò tích cực trong việc chuẩn bị cho các hoạt động quân sự của Ukraine, cũng như huấn luyện quân đội cả ở nước họ và ở Ukraine. Các quan chức Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng sự tham gia ngày càng sâu của phương Tây trong xung đột sẽ làm tăng nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp giữa NATO và Moscow một cách không cần thiết. Trong thời điểm hiện tại, sau khi chiếm được Adipka, quân đội Nga đang cải thiện các vị trí của mình dọc theo toàn bộ chiến tuyến ở vùng Donetsk. Theo AFP, việc quân đội Ukraine phải rút khỏi thành phố chiến lược Adipka ở phía đông Donetsk Đô đã giúp lực lượng Nga giành quyền kiểm soát vùng lãnh thổ lớn đầu tiên kể từ tháng 5 năm 2023. Chưa dừng lại ở trung tâm Adipka, lực lượng Nga tiếp tục tiến hành nhiều đợt tấn công về phía tây thành phố để giành thêm lợi thế trên chiến trường. Vừa qua, Trả lời trên kênh truyền hình Russia 1 TV, Tổng thống Putin cho hay mọi người từ Donbass đã quay sang Nga như một bên đảm bảo. Chúng tôi dịch chuyển từ các công cụ hòa bình sang các công cụ quân sự, nhưng sau đó chúng tôi đã tìm cách chấm dứt xung đột một cách hòa bình và nhất trí với các nội dung ở Istanbul. Theo nhà lãnh đạo Nga, nếu không vì lập trường của phương Tây thì cuộc xung đột này lẽ ra đã kết thúc cách đây một năm rưỡi. Nhưng họ, tức chính quyền Kiev, không muốn điều đó. Tôi không biết liệu họ có muốn điều đó hiện nay hay không. Chúng tôi sẵn sàng cho đối thoại. Moscow đã chấp nhận các thỏa thuận Minsk, mong đợi các đối tác cũng nghiêm túc và cố gắng thực hiện cho dù chúng phức tạp như thế nào đối với cả hai bên, cho Ukraine và cho Donbass. Tổng thống Putin cho biết, phía Nga sẽ thuyết phục những người sống ở Donbass chấp nhận các thỏa thuận này, nhưng đối phương lại không muốn điều đó. Ông Putin nói, giới lãnh đạo Ukraine thông báo rằng họ không thích điểm nào trong các thỏa thuận Minsk. Một người trong đội ngũ của họ nói rằng sẽ không có điều gì được thực hiện và rõ ràng đây là những thỏa thuận vô dụng. Nga tuyên bố trong nhiều tháng qua rằng nước này sẵn sàng tìm kiếm tiến trình hòa bình cho xung đột trên bàn đàm phán. Tuy nhiên, Moscow cũng chỉ ra rằng việc Kiev và phương Tây thiếu mong muốn tham gia vào tiến trình ngoại giao khiến nước này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục hành động để đạt được mục tiêu ở Ukraine. Trước đó, hồi tháng 1 năm 2024, phát biểu với báo giới ở thủ đô Tallinn của Estonia trong chuyến công du khu vực Baltic, Tổng thống Zelensky cho rằng bất kỳ lệnh ngừng bắn nào đều sẽ có nguy cơ tạo điều kiện để Nga tái tổ chức lực lượng và tăng cường nguồn cung đạn dược. Tổng thống Zelensky cho hay, lệnh ngừng bắn sẽ không dẫn đến kết thúc xung đột và cũng không dẫn đến đối thoại chính trị với Nga hay ai khác. Quyết định được đưa ra ở Ukraine là sẽ không có lệnh ngừng bắn nào có lợi cho Nga. Tuy nhiên, tuyên bố này của ông Zelensky có vẻ như vừa bị dội gáo nước lạnh khi vừa qua Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng Ukraine có thể mất thêm nhiều thành phố sau Adipka, trong khi Mỹ chỉ hoãn viện trợ. Theo Tổng thống Mỹ Joe Biden, nếu Quốc hội Mỹ không phê chuẩn viện trợ bổ sung cho Kiev quân đội Ukraine có thể mất các thành phố khác sau khi rút lui khỏi ADIKA. Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu ông có chắc chắn Ukraine sẽ không mất các thành phố khác sau khi rút khỏi ADIKA hay không, Tổng thống Joe Biden đáp: Tôi không chắc chắn và không ai có thể chắc chắn. Có rất nhiều thứ đang bị đe dọa. Tổng thống Biden cho rằng sẽ là vô lý và phi đạo đức nếu từ chối hỗ trợ Kyiv khi quân đội Ukraine đang cạn kiệt đạn dược. Tôi sẽ chiến đấu để có được loại đạn dược mà họ cần, ông Biden nói, cho biết ông đã hứa với Tổng thống Zelensky sẽ tìm kiếm nguồn tài trợ bổ sung cho Ukraine. Tại Hội nghị An ninh Toàn cầu, ông Zelensky thúc giục các nước đồng minh giải quyết tình trạng thiếu hụt vũ khí hiện nay của nước này. Ông nhấn mạnh việc tiếp tục gửi vũ khí và pháo binh cho Ukraine là sự hỗ trợ quan trọng nhất mà các đồng minh có thể làm, đồng thời khẳng định không có giải pháp thay thế cho nguồn viện trợ của Mỹ. Vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shugu báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin về việc nhóm chiến đấu trung tâm của Nga đã kiểm soát hoàn toàn Adipka. Thị trấn gần Donetsk này là thành trì kiên cố chính của quân đội Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, sau chiến dịch này, một khu vực rộng 31,75 km vuông đã được kiểm soát. Tổn thất của Ukraine trong trận chiến Adipka trong 24 giờ qua vượt quá 1.500 quân. Việc Nga kiểm soát thị trấn đã đẩy tiền tuyến ra xa Donetsk. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Vladimir Putin chúc mừng quân đội Nga sau khi kiểm soát được thành phố Adipka. Trong hệ thống phòng thủ tại Donbass, thành phố Adipka rất quan trọng Adipka đóng vai trò như mắt xích trong chuỗi phòng thủ của khu vực phía nam Donetsk, cùng với các cứ điểm Marienka và Uleda để tạo ra chuỗi trận địa liên hoàn, ngăn chặn hoàn toàn hướng tiến công về phía tây của dân quân Donbas trước kia và nay là quân đội Nga. Thưa quý vị, mới đây quân đội Nga thông báo đã kiểm soát hoàn toàn nhà máy hóa chất và than cốc Adipka, nơi cố thủ cuối cùng của nhiều binh sĩ Ukraina ở thành phố, sau đó thượng cờ trên nóc tòa nhà hành chính. Bộ Quốc phòng Nga đã đồng thời công bố video hàng loạt vụ nổ được cho là đòn không kích nhằm vào khu vực này. Trước đó, Nga đã tuyên bố kiểm soát Adipka nhưng nói rằng một số đơn vị Ukraine chưa kịp rút lui đang cố thủ tại nhà máy hóa chất và than cốc và mô tả đây là cứ điểm cuối cùng của Kiev tại thành phố. Hình ảnh do lữ đoàn xung kích độc lập số 3 của Ukraine đăng trên mạng xã hội trước đó cho thấy đám cháy lớn tại nhà máy, trong khi nhiều quân nhân trú ẩn ở hầm ngầm bên dưới nhà máy. Nhà máy hóa chất và than cốc nằm ở rìa tây bắc thành phố Adipka Tổ hợp nhà máy gồm 13 xưởng chính và 30 xưởng phụ, trải rộng trên diện tích khoảng 340 ha. Mạng lưới hầm ngầm và công trình kiên cố khiến nó được ví như pháo đài giống nhà máy thép Azovstal ở Mariupol, nơi lực lượng Ukraine cố thủ hơn 80 ngày trước khi đầu hàng hồi năm 2022. Nhà máy than cốc Adipka có từ thời Liên Xô là một trong những nhà máy lớn nhất châu Âu. Phía Ukraine vẫn chưa lên tiếng về vụ việc tại nhà máy than cốc. Vài ngày trước, chỉ huy của tiểu đoàn cơ giới số 2 thuộc lữ đoàn xung kích số 3 Ukraine đã nói rằng phía Nga sử dụng đạn cháy để bắn vào các bình chứa nhiên liệu độc hại tại nhà máy than cốc, đe dọa sức khỏe, thậm chí tính mạng của binh lính Ukraine cố thủ tại đây. Nhà máy hóa chất và than cốc là điểm nóng giao tranh ở Adipka trong hơn 3 tháng qua khi Nga dồn quân tìm cách chiếm thành phố chiến lược này. Hiện chưa rõ số phận của những binh sĩ Ukraine bên dưới hầm ngầm của nhà máy liên quan đến giao tranh ở khu vực này nói đến chiến thuật trên không của Nga khiến Ukraine điêu đứng tại Adipka. Một số nhà quan sát cho rằng không quân Nga đã chật vật trong nỗ lực hỗ trợ lực lượng mặt đất trong hai năm đầu xung đột. Nhưng trong những tuần gần đây, bầu trời Adipka đã trở thành thành trì mới của Nga. Không quân Nga có khoảng 1.000 máy bay ném bom chiến đấu, nhiều gấp 10 lần số lượng máy bay của không quân Ukraine. Tuy nhiên, ưu thế áp đảo này không đồng nghĩa với việc kiểm soát hoàn toàn không phận Ukraine khi Nga bắt đầu kế hoạch quân sự vào tháng 2 năm 2022. Trong năm đầu tiên của cuộc xung đột, các phi công Nga không thể mạo hiểm bay gần tiền tuyến. Họ cũng thiếu vũ khí chính xác tầm xa để hỗ trợ các lực lượng mặt đất ở khoảng cách an toàn. Tuy nhiên điều này không kéo dài. Bom lượn KAB nhanh chóng trở thành một trong những vũ khí đáng sợ nhất của Nga. Quân đội Ukraine đã miêu tả nỗi kinh hoàng khi những quả bom khổng lồ và thầm lặng này phát nổ mà không có cảnh báo, với hỏa lực đủ để làm sập các tòa nhà và nghiền nát các bom ke. Khi quân đội Nga tập trung năng lực chiến đấu trong một cuộc tiến công vào Adipka, KAB đã thành công phát huy hiệu quả của nó. Lữ đoàn 110 của Ukraine tại Adipka thường dựa vào hàng trăm tòa nhà cao tầng trong thành phố để làm các trạm quan sát và vị trí khai hỏa. Bom KAB của Nga đã phá hủy nhiều tòa nhà trong số đó. Vào cao điểm của chiến dịch trên không cuối tuần trước, Sukhoi đã phóng khoảng 250 quả bom KAB trong 48 giờ. Ngay sau đó, lữ đoàn 110 đã không còn nơi nào để trú ẩn ở Adipka. Lữ đoàn này phải chạy về phía Tây để lại Adipka cho các trung đoàn và lữ đoàn của Nga vốn áp đảo về số lượng. Sau khi thành phố chiến lược Adipka thất thủ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi việc Nga kiểm soát Adipka là chiến thắng quan trọng khi phía Ukraine thông báo rút quân khỏi thành phố chiến lược này sau nhiều tháng giao tranh ác liệt. Đây cũng là thắng lợi lớn nhất của Nga kể từ khi họ giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut vào tháng 5 năm 2023. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Sisky cho biết lực lượng Ukraine đã rút khỏi thành phố tiền tuyến Adipka, khu vực Donetsk, đông Ukraine. Vị tướng này giải thích ông đã ra lệnh rút quân để tránh bị bao vây và bảo toàn tính mạng cũng như sức khỏe của các quân nhân. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã chỉ ra cứu người của mình là nhiệm vụ quan trọng nhất. Ông thông tin thêm, quân đội Ukraine đã gặp trở ngại do thiếu đạn dược vì sự hỗ trợ quân sự của phương Tây dành cho Kiev đang giảm đi. Việc Nga kiểm soát Adipka là đòn dáng về mặt chiến lược nhằm vào quân đội Ukraine. Ngoài ra, Adipka là biểu tượng cho sự kháng cự của Ukraine nhiều năm qua, nên sự thất thủ của thành phố này có thể ảnh hưởng đến tinh thần của quân đội Ukraine. Adipka thất thủ sẽ đẩy lực lượng Ukraine ra khỏi cửa ngõ Donetsk, cũng như mở các tuyến đường sắt và đường bộ chính cho lực lượng Nga trong khu vực. Sau khi kiểm soát Adipka, lực lượng Nga có thể nhắm tới các thành phố chiến lược như Pokrovs, cách đó khoảng 48 km về phía tây bắc, vốn là trung tâm hậu cần cho quân đội Ukraine. Ông Mykola Bilyevskov, nhà phân tích quân sự tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia ở Ukraine, nhận định Adipka là một điểm quan trọng trong hệ thống phòng thủ của Ukraine bởi thành phố này giúp bảo vệ Pokrov. Kiểm soát Adipka cũng đưa Nga tiến gần thêm một bước tới mục tiêu kiểm soát toàn bộ Donetsk, khu vực mà Nga tuyên bố sáp nhập nhưng đến nay chưa kiểm soát hoàn toàn. Đối với Tổng thống Putin, chiến thắng này cũng có lợi trong lúc ông tái tranh cử nhiệm kỳ Tổng thống thứ năm. Sự thất thủ của Adipka là dấu hiệu mới nhất cho thấy lực lượng Nga đã nắm chắc thế chủ động trên chiến trường sau khi cuộc phản công vào mùa hè của quân đội Ukraine không đạt được hầu hết các mục tiêu. Trong một diễn biến liên quan khác, theo nghị sĩ Ukraine Alexei Goncharenko, trừ khi Ukraine có được tư cách thành viên đầy đủ của NATO, nước này sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phát triển hoặc bằng cách nào đó có được vũ khí hạt nhân nhà lập pháp ukraine đã nêu vấn đề này khi trao đổi với ngoại trưởng mỹ antony blinken tại hội nghị an ninh munich ông goncharenko đặt câu hỏi rằng liệu ukraine có lựa chọn nào khác để đối phó với nga ngoài việc trở thành thành viên nato hay không nghị sĩ ukraine nói hai phương án mà ông nghĩ đến là ukraine có thể liên minh với một cường quốc hạt nhân hoặc khôi phục tiềm năng về vũ khí hạt nhân của kiev Tuy nhiên, Ngoại trưởng Blinken chưa trả lời câu hỏi của ông Goncharenko. Ông Goncharenko lưu ý thêm rằng nếu NATO không muốn kết nạp chúng tôi thì Ukraine phải chế tạo rocket hạt nhân, cho rằng Kiev sẽ sẵn sàng chịu bất kỳ biện pháp trừng phạt nào do vi phạm hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Ông Goncharenko nói, chúng tôi không cần 1.000, chúng tôi cần 20 rocket hạt nhân, nhưng không nêu rõ ông mong đợi Ukraine có được vũ khí hạt nhân như thế nào. Vào năm ngoái, người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Alexei Danilov thừa nhận Ukraine gần như không có cơ hội tự sản xuất vũ khí hạt nhân. Theo Tổng thống Nga Putin, Ukraine đã đàm phán để mua vũ khí hạt nhân trước khi xung đột nổ ra, trong khi Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Dmitry Medvedev cho biết việc Kiev đe dọa khởi động lại chương trình hạt nhân là một trong những yếu tố chính khiến Nga triển khai kế hoạch quân sự. Nga làm chủ bầu trời và liên tục ném bom dẫn đường để yểm trợ bộ binh, khiến Ukraine không thể bám trụ Adipka và buộc phải rút quân. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ cho biết trong báo cáo tình hình chiến trường ngày 18 tháng 2 rằng lực lượng Nga tăng cường sử dụng bom lượn dẫn đường kể từ đầu năm 2023, nhưng chiến dịch tấn công Adipka đánh dấu lần đầu không quân Nga triển khai loại vũ khí này với quy mô lớn để yểm trợ bộ binh tiến quân. Các chuyên gia của ISVK nhận định những đợt ném bom dữ dội suốt nhiều ngày tại khu vực cho thấy phòng không tiền tuyến của Ukraine không thể ngăn chặn máy bay Nga hoạt động quanh Adipka. Báo cáo cáo đoạn, lực lượng Nga nhiều khả năng đã tận dụng khả năng làm chủ vùng trời cục bộ để đẩy nhanh tốc độ kiểm soát thành phố. Lữ đoàn Ukraine hoạt động gần Adipka ngày 17 tháng 2 nói rằng họ phải hứng chịu khoảng 60 bom dẫn đường của Nga mỗi ngày, trong khi một binh sĩ giấu tên tiết lộ khoảng 500 quả bom lượn các loại đã được thả xuống những trận địa quanh Adipka trong vài ngày trước khi Kiev ra lệnh rút quân. Các đơn vị Ukraine phải dựa vào hàng trăm tòa nhà cao tầng trong thành phố để làm vị trí quan sát và hỏa điểm chống lại bộ binh Nga. Nhưng những quả bom lượn nặng 1 tấn của Nga có thể dễ dàng đánh sập các tòa nhà này, phá hủy hoàn toàn các lô cốt phòng ngự. Những trận mưa bom kết hợp với pháo kích dữ dội của Nga khiến lực lượng Ukraine bám trụ ở adipka không còn nơi ẩn nấp khi các công trình phòng thủ đều bị bom phá hủy. ISVK cho hay đây là lần đầu tiên trong gần 2 năm xung đột không quân Nga đóng vai trò quyết định trong một chiến dịch tấn công trên bộ. Hãng tin Reuters đưa tin Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra tuyên bố về thông tin ở Adivka, đồng thời thông báo quân đội Nga tiến được 8,6 km tại khu vực tiền tuyến này. Tổng thống Putin ca ngợi bước tiến tại Adivka là một chiến thắng quan trọng và chúc mừng quân đội Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với báo chí, Tổng thống đã chúc mừng quân đội và các chiến binh của chúng ta về chiến thắng quan trọng và thành công này. Phía Nga cho hay tổn thất của phía Ukraine đã vượt quá 1.500 người chỉ trong vòng 24 giờ. Trong khi đó, người phát ngôn quân đội Ukraine cho biết tình hình đã phần nào ổn định ở mặt trận phía đông Adipka của Ukraine sau khi lực lượng Kiev rút quân. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố họ đang thực hiện nhiều biện pháp nhằm quét sạch các binh sĩ Ukraine còn lại khỏi Adipka lực lượng Nga cũng đang phong tỏa một số binh sĩ Ukraine cố thủ tại nhà máy hóa chất và than cốc Adipka. Trong khi đó, trang Kiev Independent ngày 18 tháng 2 cho biết chính quyền vùng Dagestan của Nga mới đây đã thông báo về việc đại tá Mago Medali Mago Medzhanov, phó tư lệnh tập đoàn vũ trang tổng hợp số 18 của Nga đã qua đời trong bệnh viện ở Sevastopol sau khi bị thương tại Ukraine. Ông Sergei Melikov, người đứng đầu chính quyền Dagestan cho biết ông ấy đã qua đời sau kế hoạch quân sự thứ tư của mình. Đại tá Mago Medjanov từng phục vụ trong các chiến dịch của Nga ở Bắc Kapka và Dagestan, sau đó là tham gia các nhiệm vụ ở Syria. Trong kế hoạch quân sự ở Ukraine, ông Mago Medjanov cũng là chỉ huy của lữ đoàn thủy quân lục chiến Kikenis Red Banner số 61 thuộc hạm đội phường Bắc. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, quân nhân Ukraine tử trận, có cơ hội truyền thừa dòng giống nhờ dự luật cho phép bạn đời của họ sinh con nhờ tinh trùng hoặc chứng chữa đông. Dự luật này vừa được Quốc hội Ukraine thông qua, đồng thời hỗ trợ chi phí tinh trùng đông lạnh của quân nhân trong trường hợp họ đã thiệt mạng. Quốc hội Ukraine vừa thông qua dự luật cho phép sử dụng và hỗ trợ chi phí tinh trùng đông lạnh của quân nhân trong trường hợp họ đã chết khi Tổng thống Volodymyr Zelensky ký thành luật, đây sẽ là lần đầu tiên luật pháp Ukraine cho phép bạn đời của quân nhân Ukraine sử dụng tinh trùng hoặc trứng của người chồng hoặc vợ đã chết để sinh con. Luật cũng cho phép binh sĩ sử dụng tế bào sinh sản chữ đông để sinh con nếu không thể sinh con vì thương tích. Ngoài ra, nhà nước sẽ trả chi phí chữ đông tinh trùng hoặc trứng trong 3 năm sau khi binh sĩ tử vong với điều kiện ghi đầy đủ họ tên cha mẹ ruột đã qua đời trên giấy khai sinh của đứa trẻ. Hiện tại, chính phủ sẽ trả chi phí đông lạnh ban đầu trứng hoặc tinh trùng. Nhiều người Ukraine từ lâu đã suy nghĩ tới vấn đề bảo vệ cơ hội sinh con của quân nhân. Irina Feskova, bác sĩ sản công tác tại trung tâm Sanamed ở Kharkov, cung cấp dịch vụ miễn phí chữ đông trứng và tinh trùng quân nhân từ những tháng đầu tiên cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng nổ. Bà Feskova nói, chúng tôi muốn đóng góp cho chiến thắng và tương lai giống nòi của người Ukraine. Bà cho hay khả năng binh sĩ bị tổn thương cơ quan sinh sản và chất lượng tinh trùng khiến việc trữ đông tế bào sinh sản trở nên đáng giá. Trung tâm của bà đang lưu trữ tinh trùng của hàng chục quân nhân, những bệnh viện khác lưu hàng trăm mẫu. Chữ đông trứng và tinh trùng không phải chủ đề cấm kỵ ở Ukraine nhưng là chủ đề mới, được nhiều người quan tâm hơn từ khi xung đột với Nga bắt đầu. Theo bà Feskova, trung tâm của bà tuyên truyền kiến thức về chữ đông tế bào sinh sản và cách làm này đang phát huy hiệu quả. Nhưng số người áp dụng phương pháp này cho thấy nó vẫn chưa phổ biến cuộc xung đột với Nga đang làm trầm trọng thêm tình hình nhân khẩu học vốn đã nguy cấp của Ukraine, đẩy nước này đến bờ vực của một thảm họa. Đó là nhận định của chuyên gia khoa học chính trị về Ukraine, bà Jadwiga Rogoza, từng là cán bộ đại sứ quán Ba Lan tại Nga, trên trang web của Trung tâm Nghiên cứu Phương Đông Ba Lan OSVK. Theo bà Rogoza, trong 3 thập kỷ qua, dân số Ukraine đã chứng kiến sự suy giảm mạnh do tỷ lệ sinh âm và động lực di cư cao, năm 1989, Ukraine có khoảng 51,5 triệu dân, nhưng vào năm 2019, ước tính dân số của họ chỉ ở mức 37 triệu. Cuộc xung đột đang diễn ra dẫn đến một số lượng lớn, mặc dù chưa được tiết lộ thương vong, chủ yếu là nam giới và thường dân, cũng như hàng triệu người tị nạn, với triển vọng trở về quê hương không rõ ràng. Cuộc xung đột cũng làm xấu đi sức khỏe thể chất và tinh thần của người dân Ukraine và góp phần làm suy giảm thêm kế hoạch sinh đẻ của thế hệ trẻ do điều kiện sống không ổn định trong những năm tiếp theo xung đột cũng có tác động tới tình trạng tinh thần của công dân dẫn đến nguy cơ rối loạn, chẳng hạn như trầm cảm hoặc PTSD, rối loạn sang chấn, đồng thời làm tăng xu hướng tiếp cận với các chất kích thích thần kinh và dễ mắc các chứng nghiện khác. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính rằng số người có nguy cơ mắc các vấn đề về sức khỏe tâm thần ở Ukraine sẽ lên tới 10 triệu người. Xung đột Nga-Ukraine năm 2022 đã đẩy nhanh quá trình giảm dân số ở quốc gia Đông Âu này. Do hậu quả của giao tranh, một số lượng đáng kể người Ukraine, đặc biệt là binh sĩ, đã thiệt mạng. Cuộc xung đột làm trầm trọng thêm các vấn đề nhân khẩu học mà Ukraine đã phải đối mặt trong suốt 3 thập kỷ qua. Ukraine vào năm 1991, được xếp hạng thứ 22 trên thế giới về dân số, đã tụt xuống vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng này và có thể sớm chuyển sang nhóm các quốc gia đang phải vật lộn với tình trạng thiếu dân số ở quy mô lớn, cản trở quá trình tái thiết và phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, trong những thời khắc khó khăn, khủng hoảng của lịch sử, người Ukraine thường thể hiện khả năng phục hồi, tự chủ và khả năng thay đổi một cách đáng ngạc nhiên. Dù trong hoàn cảnh đầy thách thức, nhưng họ tỏ ra rất tin tưởng vào sức mạnh của mình, lạc quan về tương lai của đất nước. Trong nhiều tuần qua, các tài xế xe tải và nông dân Ba Lan đã chặn các xe tải chở hàng của Ukraine không cho qua biên giới vào Ba Lan để phản đối điều mà họ cho là cạnh tranh không công bằng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhắc tới việc các tài xế xe tải và nông dân Ba Lan đã phong tỏa biên giới hai nước thời gian qua. Những điều đang diễn ra ở biên giới phía Tây với Ba Lan không thể được coi là điều bình thường. Ông Zelensky nói hành động phong tỏa thể hiện sự sói mòn tình đoàn kết. Trên thực tế, vấn đề không phải về ngũ cốc mà là về chính trị. Tổng thống Ukraine nói thêm rằng chỉ 5% hàng nông sản xuất khẩu nước này đi qua biên giới Ba Lan giao thông đường bộ qua Ba Lan đã trở thành tuyến xuất khẩu quan trọng của các công ty Ukraine sau khi xung đột Nga-Ukraine làm tắc nghẽn các tuyến vận tải lớn qua Biển Đen. Tuy nhiên, lộ trình này gần đây bị cản trở khi các công ty vận tải và nông dân Ba Lan nổi giận cho rằng Ukraine đang gây ảnh hưởng tới thị trường nội địa. Bộ trưởng cơ sở hạ tầng Ukraine Oleksandr Kubrakov cho biết 6 cửa khẩu biên giới đã bị chặn từ phía Ba Lan. Ông Kubrakov nhấn mạnh việc biên giới Ukraine-Ba Lan bị phong tỏa sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho hai bên. Ông cũng nói về các cuộc biểu tình phía Ba Lan. Hành động chặn biên giới là mối đe dọa trực tiếp tới an ninh của một quốc gia đang phòng thủ. Họ chặn mọi thứ, trong đó những xe tải chở nhiên liệu. Và ngày trước, người biểu tình còn không cho các xe tải chở vũ khí đi qua. Trong khi đó, phía Ba Lan cho biết khoảng 600 xe tải đang xếp hàng chờ ở cửa khẩu Dorohus để vào Ba Lan. Theo nguồn tin này, hơn 20 xe tải đã vượt qua biên giới vào Ukraine trong đêm ngày 18 tháng 2, nhưng không có xe tải nào từ Ukraine vào Ba Lan. Dự kiến, tình hình có thể căng thẳng hơn khi nông dân Ba Lan kêu gọi phong tỏa hoàn toàn biên giới với Ukraine. Nông dân ở khắp châu Âu cũng phản đối chính sách nông nghiệp của EU, trong đó có cả các quy định về môi trường mà họ cho rằng làm tổn hại đến lợi ích của họ. Theo Force Ukraine, việc phong tỏa các trạm kiểm soát ở biên giới và những hành động của nông dân Ba Lan chống lại các hãng vận tải Ukraine có thể khiến ép ban hành lệnh cấm nhập khẩu nông sản từ quốc gia láng giềng. Một số quan chức chính phủ Ukraine đã xác nhận về việc các nước này đang thảo luận về biện pháp nêu trên thừa nhận đây là vấn đề nhạy cảm và kỳ ép tránh các bước đi quyết liệt như vậy. Tuy nhiên, theo các quan chức, Ukraine đang ở điểm thấp nhất và nếu tình hình tiếp tục diễn biến như hiện nay, họ sẽ buộc phải thực hiện bước đi này. Bộ trưởng Chính sách Nông nghiệp và Thực phẩm Ukraine Mikola Solsky xác nhận, ép có sự cân nhắc giữa cấm hoàn toàn việc nhập khẩu nông sản hoặc hạn chế một phần đối với một số mặt hàng. Tuy nhiên, quyết định sẽ chỉ được đưa ra sau các cuộc đàm phán với phía Ba Lan và quá trình này có thể phải mất hai tuần việc phong tỏa biên giới đang gây tổn thất lớn cho ngân sách của Ukraine. Tính đến hết tháng 1, hải quan nước này có thể đã thất thu tới 7,7 tỷ hryvnia, 20 triệu đô la Mỹ. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 20 tháng 2 đưa tin, chiếc ô tô do Tổng thống Vladimir Putin tặng lãnh đạo Kim Jong Un do Nga sản xuất, được phía Nga chuyển cho bà Kim Yo Jong cùng bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Park Jong-chon. Bà Kim Yo Jong đã thay mặt anh trai gửi lời cảm ơn tới ông Putin. KCNA dẫn lời bà Kim Yo Jong, món quà là sự minh chứng rõ ràng về mối quan hệ cá nhân đặc biệt giữa hai lãnh đạo, cũng như minh chứng trong mối quan hệ tốt đẹp nhất. KCNA không đăng ảnh cũng như thông tin chi tiết về chiếc ô tô, không rõ chiếc xe được chuyển từ Nga tới Triều Tiên bằng cách nào. Theo Reuters, vào tháng 9 năm ngoái, ông Putin và ông Kim Jong-un đi thị xác các cơ sở phóng của sân bay vũ trụ Vostokny ở vùng Viễn Đông. Trong khi đi dạo và nói chuyện, họ tới chiếc xe limousine Aurus của Tổng thống Putin đang đậu và người đứng đầu nước nga đã mời ông kim jong un lên xe tổng thống nga mời nhà lãnh đạo triều tiên ngồi vào ghế sau và đi vòng sang cửa bên kia để ngồi vào vị trí còn lại ngoài ra cũng trong chuyến thăm sân bay vũ trụ của nga ở vùng viễn đông nước này hồi năm ngoái người phát ngôn điện kremlin ông dmitry peskov nói tổng thống putin đã tặng ông kim jong un một khẩu súng trường có chất lượng cao nhất do nga sản xuất đổi lại người đứng đầu nước nga nhận được một khẩu súng trường do thợ thủ công triều tiên chế tạo tổng thống putin còn tặng ông kim jong un một chiếc găng tay từ bộ đồ du hành vũ trụ ngoài ra còn có những món quà khác Ông Peskov cho hay nhưng không nêu cụ thể đó là gì. Quan chức này thừa nhận Điện Kremlin hiếm khi đề cập tới những món quà cấp cao. Ông Peskov nói, Triều Tiên là láng giềng của Nga và chúng tôi dự định xây dựng phát triển mối quan hệ hợp tác tốt đẹp cùng có lợi dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau với Bình Nhưỡng. Moscow và Bình Nhưỡng đã củng cố quan hệ kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022. Triều Tiên được cho là cung cấp pháo, rocket và tên lửa đạn đạo cho Nga để sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraina Điện Kremlin không phủ nhận cũng như không xác nhận việc sử dụng vũ khí do Triều Tiên sản xuất. Bình Nhưỡng bác bỏ cáo buộc cung cấp vũ khí cho Nga, hành vi cũng vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc. Ngày 20 tháng 2, KCNA cũng đưa tin rằng một phái đoàn gồm các quan chức đảng cầm quyền Triều Tiên đã trở về từ Nga. Cùng lúc, ba phái đoàn khác của Triều Tiên, đại diện cho các lĩnh vực công nghệ thông tin, thủy sản và thể thao đã khởi hành đến Nga. Chuyển sang những nội dung đáng chú ý trên thế giới. Thưa quý vị, vừa qua lập lại tuyên bố gây tranh cãi gần đây của cựu Tổng thống Donald Trump, Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham đã đề xuất trục xuất khỏi NATO những nước có ngân sách quốc phòng không đáp ứng tiêu chí chỉ tiêu của khối. Hãng RT đưa tin, theo hướng dẫn của NATO, các nước thành viên của khối phải cam kết dành ít nhất 2% GDP cho chi tiêu quốc phòng để được hưởng chính sách phòng thủ tập thể của khối. Tuy nhiên, theo Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham, hiện nay 19 trong số 31 quốc gia thành viên NATO không tuân thủ điều này. Nói với hãng tin CBS ngày 18 tháng 2, nghị sĩ trên cho biết ông đồng ý với quan điểm của cựu Tổng thống Donald Trump rằng mọi quốc gia NATO phải thanh toán các hóa đơn của họ, nếu không sẽ không được khối này bảo vệ quân sự nữa. Ông Graham nói, ông Trump đã đúng khi muốn các nước NATO hoàn tất nghĩa vụ 2%, chúng ta cần biến nó thành nghĩa vụ có ý nghĩa nào đó. Nghị sĩ này cho biết thêm, ông muốn một hệ thống mà ở đó nếu không đóng góp, bạn sẽ bị trục xuất. Ông nói thêm, tôi là một người hâm mộ lớn của NATO, nhưng vẫn còn 70 đến 80 tỷ đô la Mỹ trên bàn đàm phán. Nếu bạn ở trong NATO, hãy chi 2%. Trước đó, bộ trưởng Bộ Tài chính Đức Christian Lindner cho rằng việc duy trì chi tiêu quốc phòng do tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đặt ra ở mức chiếm 2% tổng sản phẩm quốc nội GDP là thách thức lớn đối với Đức. Phát biểu tại phiên thảo luận nhóm tại Hội nghị An ninh Munich ở nước Đức, Bộ trưởng Liner nói rằng việc duy trì chi tiêu quốc phòng chiếm 2% GDP là mức lớn khi xét đến quy mô của nền kinh tế Đức. Ông Liner thừa nhận đây là thách thức đối với nền kinh tế được coi là đầu tàu của châu Âu. Bản thân nước Đức vừa qua, lần đầu tiên kể từ năm 1992, Đức sẽ đáp ứng đúng chỉ tiêu quốc phòng do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đặt ra là 2% tổng sản phẩm quốc nội GDP hãng thông tấn nước Đức DPA cho biết do chi tiêu quốc phòng tăng mạnh sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hai năm trước, chính phủ Đức thông báo sẽ phân bố số tiền tương đương 73,41 tỷ đô la Mỹ cho chi tiêu quốc phòng trong năm 2024. Đây là con số kỷ lục đối với Đức kể từ năm 1992, tương đương 2,01% GDP. Mặc dù bộ quốc phòng Đức chưa đưa ra con số chính xác ngay lập tức, nhưng thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố các doanh nghiệp quốc phòng nước này có thể tin tưởng vào việc chính phủ tăng chi tiêu quân sự và sẽ đạt mục tiêu chi cho quốc phòng bằng 2% GDP mà NATO đã đặt ra. Cùng với việc tăng chi tiêu quốc phòng vừa qua tại hội nghị An ninh Munich, lãnh đạo nhiều nước châu Âu đã kêu gọi xây dựng một chiến lược quốc phòng hoàn toàn mới nhằm đảm bảo an ninh châu lục. Phát biểu tại hội nghị, chủ tịch Ủy ban Châu Âu EC, bà Ursula von der Leyen nhấn mạnh châu Âu cần củng cố nền tảng ngành công nghiệp quốc phòng, đồng thời cần xây dựng một châu Âu hùng mạnh. Dự kiến trong tháng 3, Ủy ban Châu Âu sẽ đưa ra đề xuất chiến lược công nghiệp quốc phòng. Theo đó, liên minh châu Âu cần tăng chi tiêu quốc phòng theo cách hiệu quả hơn trong các thỏa thuận quốc phòng và hợp đồng mua sắm chung nhằm tăng cường khả năng dự đoán của các tập đoàn trong ngành cũng như tăng cường khả năng phối hợp và tương tác giữa các lực lượng vũ trang của các nước thành viên. Theo đề xuất của Ủy ban châu Âu, các chương trình quốc phòng của châu Âu cần tính đến Ukraine trong bối cảnh cuộc xung đột tại nước này chưa kết thúc. Để thực hiện mục tiêu này, Ủy ban châu Âu sẽ mở một văn phòng ở Ukraine phụ trách vấn đề đổi mới quốc phòng. Chia sẻ quan điểm này với Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong một phiên thảo luận tại Hội nghị An ninh Munich cũng nhấn mạnh châu Âu phải tăng cường năng lực phòng thủ bất kể kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới và kết cục chiến sự tại Ukraine ra sao. Thủ tướng Đức cho biết, dù kết quả bầu cử ở bên này hay bên kia Đại Tây Dương thế nào, có một điều rõ ràng là người châu Âu chúng ta phải quan tâm nhiều hơn đến an ninh của chính mình trong hiện tại và trong cả tương lai. Sự sẵn sàng làm điều đó có ý nghĩa vô cùng to lớn và tôi đã nói điều này với cả Tổng thống Mỹ Joe Biden trong chuyến thăm Mỹ vừa qua. Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 19 tháng 2 đưa tin, Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo cho biết nước này không cho phép Mỹ đặt kho vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình. Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Jespospolita của Ba Lan, Thủ tướng Orpo cho biết việc Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân ở Phần Lan là không cần thiết, do chính Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cũng có thể cung cấp khả năng răn đe hạt nhân. Ông cho biết vũ khí hạt nhân đã được triển khai ở một số quốc gia trong liên minh, như vậy là đủ để đảm bảo an ninh cho khối này. Ngày 4 tháng 4 năm 2023, Phần Lan đã chính thức gia nhập NATO, trở thành thành viên thứ 31 của Liên minh quân sự này. Phần Lan luôn khẳng định vũ khí hạt nhân sẽ không hiện diện trên đất Phần Lan, ngay cả khi nước này đã trở thành thành viên NATO. Chia sẻ vũ khí hạt nhân là một khái niệm trong chính sách gian đe của NATO. Chương trình này cho phép các nước thành viên NATO không có vũ khí hạt nhân được tham gia vào kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân của NATO. Trước đó, Ba Lan đã bày tỏ mong muốn được tham gia chương trình. Giới chức Nga đã nhiều lần phản đối ý định này của Ba Lan, khẳng định nếu điều này diễn ra trên thực tế, nguy cơ chiến tranh hạt nhân bùng nổ là rất lớn. Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố rằng mối nguy hiểm duy nhất phát sinh từ yêu cầu triển khai vũ khí hạt nhân tới Ba Lan đó là việc những vũ khí này sẽ được sử dụng. Theo ông Medvedev, nếu Mỹ đáp ứng mong muốn của Ba Lan về việc triển khai vũ khí hạt nhân tới nước này sẽ dẫn tới xung đột hạt nhân. Hồi tháng 12 năm ngoái, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phần Lan, Antti Hakkanen tuyên bố đã cấp cho Mỹ quyền tiếp cận 15 căn cứ quân sự của nước này theo một hiệp ước hợp tác quốc phòng. Bộ trưởng Hakkanen cho biết trong một cuộc họp báo trên truyền hình rằng Mỹ cam kết bảo vệ chúng tôi trong thời kỳ khó khăn. Đây là một thông điệp cực kỳ quan trọng hiện nay. Theo tuyên bố của nội các Phần Lan, thỏa thuận sẽ cung cấp cho Mỹ quyền tiếp cận và sử dụng các cơ sở và khu vực đã thỏa thuận bố trí các thiết bị, vật tư và trang thiết bị quốc phòng trên lãnh thổ Phần Lan, quyền ra vào và di chuyển của máy bay, tàu và các phương tiện của Mỹ, quyền đảm bảo được bảo vệ an toàn và an ninh của lực lượng Mỹ cũng như các cơ sở và khu vực mà họ sử dụng, quyền tài phán hình sự và các vấn đề thực tế đa dạng liên quan đến hoạt động của lực lượng Mỹ trên lãnh thổ Phần Lan. Cũng trong khoảng thời gian này, nước láng giềng Thụy Điển cũng đã ký một thỏa thuận tương tự với Mỹ cho phép Washington tiếp cận 17 khu vực bao gồm 4 căn cứ không quân một bến cảng và năm danh trại quân sự. Mỹ cũng đã ký các thỏa thuận tương tự với Na Uy, thành viên đầy đủ của NATO, cung cấp cho nước này quyền tiếp cận lần lượt bốn căn cứ mới ở khu vực Bắc Âu. Ngay sau đó, đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Viên, Áo, ông Mikhail Ulyanov cho rằng việc Phần Lan gia nhập NATO và ký thỏa thuận quốc phòng với Mỹ sẽ tạo ra những thách thức mới cho chính an ninh của Phần Lan. Theo ông Mikhail Ulyanov, Phần Lan là nước láng giềng của Nga, vốn đang là quốc gia trung lập song này đã trở thành thành viên của NATO, một liên minh phương Tây chống lại Nga. Chính vì vậy, nếu căng thẳng leo thang giữa Nga và NATO, thì Phần Lan sẽ là quốc gia đầu tiên bị chịu thiệt hại. Cuối tuần trước, truyền thông Nga đưa tin ông Navani, chính trị gia đối lập Nga, 47 tuổi, bất tỉnh và qua đời sau khi đi dạo tại nhà tù sói Bắc Cực ở khu vực Khat, cách Moscow khoảng 1.900 km về phía đông bắc. Ông Navani đang thụ án trong bản án 30 năm tù tại đây. Ông Navani vốn là luật sư, từng giữ chức lãnh đạo Đảng Liên minh Nhân dân Nga đối lập năm 2019 đến năm 2021 và từng dẫn đầu các cuộc biểu tình chống chính phủ. Ông Navani từng mở chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2018 nhưng bị Ủy ban bầu cử Trung ương Nga từ chối với lý do có tiền án hình sự, dù Navani lập luận rằng hiến pháp cho phép ông tranh cử. Theo đội ngũ của ông Navani, mẹ ông, bà Ludmila được thông báo rằng ông qua đời vì lý do mơ hồ, hội chứng đột tử. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhắc đến cái chết của chính trị gia đối lập Nga Navalny. Ông cho rằng sự việc giúp cựu Tổng thống nhận ra nước Mỹ đang xuống dốc. Cựu Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social, cái chết bất ngờ của Alexei Navalny khiến tôi nhận thức rõ hơn về chuyện đang xảy ra ở đất nước chúng ta. Đây là lần đầu tiên ông Trump nhắc đến Navalny kể từ khi chính trị gia đối lập Nga được thông báo chết trong tù. Ông Trump viết tiếp, đó là quá trình diễn ra chậm rãi, ổn định. Các chính trị gia, công tố viên và thẩm phán cánh tả cực đoan, gian trá, đang đưa chúng ta vào con đường dẫn đến hủy diệt. Mở cửa biên giới, các cuộc bầu cử gian lận và phán quyết bất công tại tòa đang phá hủy nước Mỹ. Chúng ta là một quốc gia đang xuống dốc. Chiến dịch tranh cử của ông Trump chưa bình luận về động thái. Cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley, đối thủ chính của ông Trump trong cuộc đua giành đề cử Đảng Cộng Hòa, chỉ trích cựu Tổng thống. Bà cho rằng bài đăng không có căn cứ và ông Trump đang tự coi mình là nạn nhân. Trong khi đó, hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn Kira Yamis của ông Navani nói rằng mẹ ông và các luật sư đã được thông báo rằng cuộc điều tra chính thức về nguyên nhân cá chết đã được gia hạn, nhưng không rõ sẽ mất bao lâu. Bà Yamis nói và chỉ trích chính quyền Nga đang nói dối và cố tình trì hoãn, nguyên nhân cá chết không xác định được. Bà và luật sư của ông Navani cũng không được phép vào nhà xác thị trấn gần khu nhà tù nơi ông chết. Bà Yamis nói, chúng tôi hỏi thi thể của Alexei có ở đó không, nhân viên không trả lời. Mặt khác, các nước phương Tây cũng chỉ trích Nga và yêu cầu làm rõ hoàn cảnh cái chết của ông Navani. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc phương Tây phản ứng quá khích và hoàn toàn không thể chấp nhận được. Trước đó, ông Navalny từng xuất hiện tại một phiên tòa qua video, nói đùa với thẩm phán một ngày trước khi qua đời trong tù. Thưa tòa, tôi sẽ gửi số tài khoản cá nhân để các ngài có thể dùng lương thẩm phán liên bang lớn của mình để tiếp tế cho tôi, bởi vì tôi đang sắp hết tiền do các khoản phạt. Ông Navalny vừa cười vừa châm chọc các thẩm phán tại phiên tòa ở Moscow. Ông xuất hiện trên video từ nhà tù IK-3 ở Kháp, khu tự trị Yamalo-Nenets, miền Bắc Nga. Hãng tin Nga Sota cho biết phiên tòa được triệu tập sau khi xảy ra tranh cãi vì một quản ngục tìm cách tịch thu bút của ông Navani. Video do hãng đăng trên Telegram cho thấy ông Navani đứng sau khung cửa có song sắt, mặc đồng phục tù nhân màu đen và dường như vẫn khỏe. Máy quay sau đó chuyển sang các quan chức trong phiên tòa, cho thấy họ cũng cười khi nghe Navani nói đùa. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, xin kính chào và hẹn gặp lại.